Xin chào quý vị các bạn, hôm nay chúng ta đến buổi giới thiệu sản phẩm Sony Ericsson 890i của Sony. Đây là hàng chính hãng của chúng ta. Như chúng ta đã nhìn thấy trước mặt là một thẻ bảo hành 1 năm, kèm theo đó là một cụm sạc của Sony và tai nghe zin chính hãng. Chúng ta sẽ cùng dẹp phụ kiện sang một bên và đến với nhân vật chính của ngày hôm nay. Trước hết thì chúng ta nhìn thấy thẻ bảo hành của nó có địa chỉ là Trường Chinh 304/5 Trường Chinh, Sài Gòn bạn nhé. Bạn nào ở Sài Gòn chúng ta có thể đến cửa hàng để xem hàng trực tiếp hoặc chúng ta giao hàng nội thành. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái sản phẩm của nó gồm hai màu, một là màu nâu và hai là màu trắng bạc, màu inox rất là đẹp. Như chúng ta nhìn thấy, tôi sẽ thử một cái máy cho các bạn xem các chức năng của nó. Đây chúng ta nhìn thấy là biểu tượng của Sony hiện lên rất là đẹp này. Đây là biểu tượng của Sony rất là nhiều biểu tượng ký hiệu ở đây. Đây ạ. Rất là nhiều. Và đây là cái sản phẩm của nó, tên của nó sẽ được khắc ở trên cái phần mặt sau của lắp lưng đúc 890i. Chúng ta cùng mở máy ra, bên hai bên hông sẽ có một có hai khóa, đây là sẽ khắc rất là nhỏ chi tiết. Đây là khóa lại này, về phần mở lên chúng ta sẽ mở lên, nó sẽ biểu tượng mở lên ở đây hai bên luôn. Chúng ta sẽ nhấc hai bên lên và kéo cái nắp lên. Đây là loa ngoài này, camera, đây là đèn. Cái đèn này sẽ hoạt động giống như kiểu là hết pin thì sẽ báo màu đỏ nhé. Ở đây là khe cắm sim in Malaysia. Chúng ta sẽ cùng lắp sim để thử máy. Lắp sim theo chiều hướng dẫn của nhà sản xuất thì có cái biểu tượng ở đây rồi, vết dấu quyết ở đây. Chúng ta đã thấy tôi đã lắp sim vào, cho pin vào. Pin dung lượng của nó ở đây chúng ta nhìn thấy là 1000 mAh BST33. Thông số kỹ thuật của cái pin này nó sẽ ghi chi tiết ở trên cái máy. Bây giờ chúng ta cùng bật nguồn nó lên. Bật nguồn lên thì chúng ta sẽ có một cái chế độ rung nhẹ, đèn đầu đời, cái đèn màu đỏ sẽ báo hiệu ở đây. Kéo nó xuống để cho nó chắc hơn. Đó, hiển thị lên rồi, cái đèn đỏ màu đỏ sau sẽ tắt đi nhé. Sony Ericsson, các bạn nhìn cái màn hình nó rất là đẹp đúng không ạ? Đây là màn hình của Sony Zin ngày xưa luôn nhé, chứ không phải là hàng thay thế hay hàng Trung Quốc gì đó. Mình có thể nhìn cái bàn phím này nó khắc rất là tinh xảo luôn cho các bạn. Thấy không ạ? Thấy rõ không ạ? Sóng chúng ta lúc nào cũng đầy áp. Mobifone. Chúng ta sẽ vào menu của nó xem có những chức năng gì. Ở đây truy cập mạng, internet, giải trí, chụp hình, quay phim và tin nhắn. Đây, chúng ta cài đặt tất cả mọi nhạc chuông trong này. Cấu hình của nó này, nhạc chuông, âm lượng chuông. Nhà chuông ở đây chúng ta có vài loại nhạc. Công tự âm thanh của nó. Tăng âm lượng ở hai bên. Ký hiệu tăng âm lượng. Tăng âm lượng hai bên đây ạ. Rồi chúng ta cùng trở về để xem chức năng chụp ảnh. Ở đây có một cái biểu tượng chụp ảnh ở đây. Nút đây là nút tắt. Tôi gọi này là nút tắt của nó. Cái camera của này thì tuyệt vời luôn. Các bạn thể nhìn thấy camera ngày xưa thôi của nó nhưng mà rất là đẹp. Chúng ta nhìn thấy không ạ? Rất là rõ luôn. Rất là rõ. Camera chỉ 3.2 thôi nhá. Rất là đẹp. So với thời điểm ngày xưa thì cái camera thì rất là tuyệt vời rồi. So với hàng Nokia 6300 thứ thì không thể nào mà ăn được Sony được nữa. Ở đây chúng ta có thể được tặng một cái tai nghe. Thì để thưởng thức những bài hát thì cần những tai nghe rất là zin đến từ Sony. Tai nghe rất là hay. Sản phẩm của chúng tôi được bảo hành là thời gian là 1 năm nhé. Như các bạn nhìn thấy nó hai phiên bản, chúng ta lựa chọn một là màu nâu xám, hai là màu trắng bạc. Chúng ta lựa chọn màu sản phẩm.